dùng cho người con trai yêu dấu của chú. Mặc dù là người con trai của chú ở nước ngoài nhưng mà chú cũng đã có công đi mua xe cho con trai mình. Và hiện giờ là con đang ở đâu chú? Đang ở huyện Tân Phú Đông. Huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Ở đây là một cái gò đảo đúng không chú? Một cái đảo. Đó, một cái đảo thì ngoài chuyện mà giao dùm chiếc xe của chú xuống đây thì chú còn có một cái lời mời là sẽ hẹn anh em mình một ngày khác xuống đây để ăn món gà đá. Đúng rồi. Ờ, gà đá và đi du thuyền xung quanh đảo này. Rồi, cảm ơn chú cũng cũng cảm ơn Diện Tính hôm nay cũng thay mặt gia đình con trai cảm ơn Diện Tính đã giúp đỡ từ sáng tới giờ. Từ sáng tới giờ Diện Tính rất là nhiệt tình với anh em ở trong giới mô tô mà riêng mà kể ra tình cảm của một cái con người với con người với nhau là ok. Là Diện Tính là người Sài Gòn. Con cảm ơn chú nhiều, con cảm ơn Diện Tính. Thì ngoài ra còn có những anh trai cũng hâm mộ. Phan hâm mộ luôn. Đây, em tên gì? Dạ, em tên Huy em. Ờ, tên Huy. Còn em tên gì? Dạ, em tên Duy. À, Huy với Duy. Huy với Duy đã đợi ở đây từ chắc nãy giờ cũng rất là lâu rồi để mà xem thử coi chiếc xe của ông anh của mình. Dạ. À, ông mua về nó sẽ ra làm sao và chú nói là đây là một chiếc CBR 1000 mà đời mới nhất, duy nhất ở trên đây luôn á. Duy nhất trên đây. Bây giờ sẽ thành chúa đảo. Ồ, đây là một ông chúa đảo. Bây giờ là chỉ cần đợi chủ nhân của chiếc xe này về nước thôi. Hiện giờ thì đang do dính dịch nên chủ nhân của chiếc xe này hiện đang bị kẹt ở Malaysia. Nhưng mà không sao, sắp tới là sẽ đi về. Rồi sẽ tới ngày mình sẽ làm YouTube. Dạ, chào con. Dạ. Để cái máy em. Ok, chụp tấm hình đó. Vô chụp hình. Dạ, chụp hình cái đó. 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 Con cảm ơn. Cảm ơn mọi người, Rồi đây mình giới thiệu. Nãy giờ mình đi mình nghe chú nói là mọi người rất là thường hay thích xem kênh của mình, rồi khi mình vừa bước vô nhà rồi mình đã thấy ngay cái khu vực mà đây chuyên trị YouTube. Đây, mọi người là ở cái khu vực này để xem YouTube của kỹ sư Hẻm. Xem anh Hẻm. Và các bạn mà chủ xe tuy là ở bên nước ngoài nhưng mà đã có một cái yêu cầu nhờ giúp mình đi xem xe giùm cho cậu ấy. Tuy là mình chưa bao giờ gặp mặt nhưng mà chỉ cần một câu nói của cậu ấy thôi là đã theo dõi mình rất là lâu, rất là hâm mộ mình. Nhưng mà tới thời điểm này khi mà đã có thể dành dụm được một số tiền để thể mua xe thì mới dám mở lời để mà nhờ mình đi mua giùm. Thì rất là may là chiếc xe này mình đã coi thì nó rất là thuận buồm xuôi gió và lúc đó mình đã giúp cho em trai đưa luôn chiếc xe về dưới đây. Đây là một cái hành trình cũng không dài lắm nhưng mà nó rất là thú vị. Đây là lần đầu tiên là mình tới chỗ này luôn á. Rất là thú vị. Biển đảo. Dạ. Biển tính nó mới xuống. Mới lần đầu tiên xuống. Rồi bây giờ mình sẽ ra cho mọi người xem là mình đi bằng xe gì. Đây. Đây. Xe của mình đây, chiếc xe Ford này bình thường là mình hay chở Suzuki đi đua nè. Đó, bữa nay là lấy xe Ford này xuống đảo luôn, lần đầu tiên đặt dấu xuống dưới đây luôn á. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Ồ, nói chuyện với anh chủ xe luôn. Rồi, hello em. Ừ. Ừ, có gì đâu mà trời, giúp được giúp đó ra. Nhưng mà nghe đâu ông già em kêu em đang bị bệnh ở bên đó đúng không? Ừ, cảm nhưng mà phải ráng giữ sức khỏe nha. Em yêu thì nó nằm ở nhà đợi anh nè. Đó, đợi ngày về động phòng thôi. Bây giờ ghệ không cần biết nhưng mà xe là về phải động phòng trước đâu tính. Chứ ghệ gặp gì giờ này. Đó, em trai là đang chát điện thoại với mình nè. Ồ, thôi mà em trai nó đang cởi chân, cởi cảm lắm nên đang có con. Kỳ lắm. Ok, cảm ơn em nhiều nha, không có gì đâu. Ok, bữa nào về nhớ hú anh xuống đây ăn gà nha. Ồ, 22 là em bao nhiêu tuổi? 22 là em bao nhiêu tuổi? Ồ, 20 tuổi. 22 mà tới giờ là 8 năm sau rồi đó mà bây giờ mới ngỏ lời với anh luôn á, sao không ngỏ lời sớm đi trời. Đúng rồi, bởi vậy gặp ngoài đường là hú nắm đầu vô ra hai ba nắm đầu vô khoác vai vô cứ anh em có sợ gì đâu. Nhớ nha, anh em nào mà coi YouTube mà thấy mình ra ngoài cứ thấy mình là cứ nắm đầu mình kéo lại chụp hình. Không sao hết. Ok, cảm ơn em. Rồi bây giờ mà chết với thêm anh em đây nè nha. Rồi bắt đầu để anh cho mọi người xem cái chiếc xe quái vật của em. Dạ con cảm ơn cô. Ôi nước dừa con. Cảm ơn cô luôn. Cái nhà nó gồm
xuống miền quê là chỉ cần nước dừa, trái cây, quen là tính cứ xuống chơi mấy dạ. 34 gì đó. Ôi con chỉ sợ là con xuống đây nhiều quá mọi người phiền lắm, chứ con xuống đây con quậy lắm. Dạ. Chuyện nhỏ ở đây quê coi như là hiếu khách. Dạ, cảm ơn con. Là nổ máy, nổ máy cá tính. Nổ máy phải không? Nổ máy cho nghiền cá anh ơi. Trời ơi, của em nó đỡ ghiền. Đỡ ghiền cá anh ơi. Rồi. Kêu nó mặc áo vô cho anh. Hôm nay là mình có một chuyến đi quá là tuyệt vời. Chào mọi người, chúc mọi người đi vui. Okay.